Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hương Blog Chiều của Đài Hà Nội. Bạn thân mến, 36 phố phường Hà Nội, có ai ngồi đếm phố rồi bâng khuâng thế cuộc đổi dời trong cả ngàn năm Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội? Có ai ngồi nhớ phố rồi băn khoăn liệu thế hệ mới đầu xanh tóc đỏ hôm nay mấy ai nghe, hiểu để nhớ thương và biết lịch sử phố phường mình? Có ai tự dưng khựng lại giữa những phố hàng, nhà cao cửa bóng, ngậm ngùi không biết mình đang lưu lạc nơi nào? Đi vào khói lãng đãng hàng mã, quơ tìm vị ngọt tiếng dao. Ở nhì, hàng nón mưa chẳng mấy, ai xây mùa ở cuối hàng đào. Đâu đây phảng phất hồn phố xưa, trong phố đông chật tưng bừng hôm nay. Hồn cũ kỹ, những phố nay tên còn trên biển sắt, đầu ngã ba ngã tư, trên cửa hàng cửa hiệu photocopy, bán sim thẻ, dịch vụ mạng, nhà hàng, khách sạn. Ấy là những hàng bông, hàng trống, hàng ngang, hàng đào, hàng thiếc, hàng điếu, hàng gà, bát đàn, bát sứ, hàng tre, hàng vôi, hàng bè, hàng dầu, cầu gỗ, rồi lò sũ. Cả những tên phố chỉ còn trên trang giấy các chuyên gia, trong ký ức xa vời những người tóc bạc, như hàng mụn, hàng bông lờ, hàng bông cửa quyền, hàng vải thâm, hàng đàn, hàng thêu, hàng tranh, mã vĩ, hàng mãn, hàng lam. Gần 20 tên phố hàng của Thăng Long Hà Nội những trăm năm xưa đã ra đi trong biến thiên thời cuộc. Mai mốt, nếu còn nhắc được những dáng người năm xưa từng cười nói, đi đứng những phố không còn tên và mờ nhạt dấu ấy, chắc lại có ai đó thảng thốt trong một giây khắc chợt ùa về cơn gió mát cả một thời tuổi trẻ. Đi bộ lững thững cùng gió lạnh cuối năm, từ đầu phố Bà Triệu, chỗ ngã tư Tràng Thi, đến ngã tư Hai Bà Trưng. Ai biết quá khứ phố Hàng Giò, nơi này từng thì thụp tiếng chầy giã nhịp nhàng xuống thịt lợn tươi lòng đào. Từng mù mịt hơi khói, những nồi luộc giò, dòng dòng nước nóng rơi xuống khi mấy cây giò được túm đầu lạt đẫm mềm nhấc lên. Ai biết phố Bảo Khánh, một đầu ăn vào phố Hàng Trống, một đầu thẳng ra Hồ Gươm, qua phố Lê Thái Tổ, xưa treo đầy tranh Đông Hồ, những giáp Tết, chờ xuân chớm đỏ hoa đào. Trong mấy cửa hàng bày bán tranh nho nhỏ hôm nay, liền kề hàng quán ăn nhậu. Có chăng mơ hồ đồng hiện một đung đưa, bức giấy điệp trắng ngà, nổi hình gà hình lợn. Và những người dọn tranh ra, cất tranh vào mỗi sáng chiều hôm nay, trong những dáng đang lúi húi, trong đường gân tay nhấc lên đặt xuống kia, người đi qua lặng tìm vẻ cũ, có thấy gợn lên một tấm lưng xưa giờ đã thoảng vào không trung. Một đoạn phố hàng dày từ đầu phố Nguyễn Siêu đến phố Hàng Buồm, gần trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, chỗ lui tới của nhiều văn nghệ sĩ Hà Thành bây giờ. Theo tư liệu thì xưa là phố Hàng Mãn, nơi bán mèo được ôm vào trên tay những người dân từ ngoại thành và bờ bắc sông Hồng. Tiếng người gọi, tiếng lanh lảnh mèo kêu, những ánh long lanh trong đôi mắt mèo thuở trước, hình như còn mắc trên cành cây đang khẳng khiu nốt một mùa sương khói. Thời gian đã đi vùn vụt những đời người, những mưu sinh, những gánh gồng lam lũ, những vàng son, xa hoa, những nền nã, thanh thoát, tụ về Thăng Long, tiếp biến, dồn nén, trưng cất thành vóc, nên hình, rồi lan tỏa. Rồi chính những định hình ấy của phường phố, của nghề nghiệp, của nét người, lại hòa vào cơn biến ảo vô cùng tận. Đoạn ngắn từ đền Bà Kiệu đến phố Lê Thái Tổ là con phố hàng chè xa xưa ấy,
nay đã hóa thân vào phố Đinh Tiên Hoàng, chạy vòng bên hồ Gươm xanh xanh lục thủy. Phố Hàng Sơn hình như đã thuận theo lòng người, hưởng ứng món ăn ngon mà mang tên phố chả cá. Phố Hàng Giày nay gồm cả phố Hàng Màn xưa. Vì sao thế? Xin lắng nghe các nhà nghiên cứu. Phố Hàng Hài thường gọi là Hàng Bông Hài, theo tháng năm đã bỏ đi chữ hài mà thành hàng bông dài tấp nập những đèn, những phông, những pano, băng rôn, những cờ, những quạt. Phố Hàng The không còn đâu nữa, chỉ còn nay rực rỡ và chen chúc vải vóc, quần áo hàng đào. Phố Hàng Vải đã nhập vào sực nức phố Thuốc Bắc. Một đoạn hàng mã ghép với mã vĩ đã trở nên mã mây. Phố Lãn Ông nay, xưa xa lắm từng mang tên Phúc Kiến. Các phố của dòng trôi chảy văn hóa nghề tứ chiếng, văn hóa sống tám nẻo mười phương, cứ đi song song, cứ giao đoạn đầu, cắt đoạn giữa, cứ kết liền những cái tên, sinh thành tên mới và xa rời những tên cũ như những hạnh ngộ và biệt ly trong thăm thẳm đời người. Thế hệ mới đầu xanh tóc đỏ hôm nay, không biết mấy ai nghe, hiểu, để nhớ thương và biết nhớ lâu hơn lịch sử phố phường mình. Lớp trung niên chắc cũng miệt mài trong dao động với muôn nẻo nhu cầu mà mờ nhạt hay lẫn đi dần những nẻo phố xưa. Lớp bạc đầu ở nước ngoài về, ở miền đất xa trở lại, hay ngay cả ở không xa nơi phố cổ, tự dưng đứng giữa những phố hàng, nhà cao cửa bóng, xe lao vun vút, bầu trời đã thấp nặng xuống thành những vạch chẳng chịt. Liệu có ngậm ngùi mà không biết mình đang lưu lạc nơi nào? Có ai nói, có cách nào nói rõ hơn cho những người cũ của Hà Nội, người mới từ xa xôi tỉnh thành vùng miền đến, làm công dân đất này, về những phố hàng xưa nay, đã hình thành qua thăng trầm, đã có tụ, có tan, trong bao xoay vần, bao tâm sự, được thêm, mất mát. Và trong lẽ hưng thịnh, nhòa mờ ấy của phố phường, có biết bao tên người, tên việc, dù không phải là hệ trọng với cộng đồng, nhưng có khi là điều cần được thấm thía cho nhiều thế hệ của một dòng họ. Có lần tìm được một tấm ảnh tư liệu Hà Nội trên mạng, chụp một cửa hiệu tên Tiến Bảo, nhưng tấm biển ấy lại không như bây giờ, không để tên phố cổ xưa. Kéo làm sao lại những hồi ức đang mờ dần. Nhà cũ khi mua, khi mượn, qua các hàng nón, hàng trống, hàng mảnh, khởi dựng từ thời cụ nội lập nghiệp, nay đã không còn. Những người sống ở đó về sau, nay đã qua bao nhiêu lần đổi khác. Rồi đây sẽ có người kể với con mình về nơi ông nội đã sinh ra, đã lớn lên những tháng năm trẻ trung như thế nào. Bạn thân mến, thời gian đã đi, vùn vụt những đời người. Hà Nội ở đó, gần mà như xa, để thương nhớ ngay cả khi chưa chia tay. Nhớ hàng bạc, nhớ qua hàng đào, nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố. Ai ra đi mà không nhớ về? Thank you.
đợi mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, thơm từng con gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua. Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sấm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi. Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Bạn thân mến, bạn vừa nghe Hường hát ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn có một buổi tối ấm áp và một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.